Ok, nhìn sơ qua thì cái này nó như kiểu là nó có 5 cái cửa nè, thì quái nó vô, đây là cửa chính, cửa gọi là cửa 12 giờ đi. Thì quái nó vô random cửa có nhiều quay, một một stay vậy có nhiều quay. Thì có quay á nó vô từng cửa thay phiên nhau. Rồi có quay thì nó vô những quay sau á, thì nó vô một lúc 3-4 cửa luôn, thì bắt buộc là mấy người là phải tập trung ngay cái trụ này, mình đép cái trụ này. Thì về cái trụ giữa này mình cho nó sum lại vòng vòng này, mình đánh. Nói chung là đủ đam thì mới clear được. Đây là stay 3. Chắc thua stay này rồi. Mấy con cù ma này nó khỏe quá. Chó ma mới đúng. Thì bây giờ nó vô một cái cửa rộng như vậy thì chiến thuật đầu tiên là hai người sẽ đép một chỗ như vậy, thì một người thứ ba sẽ đép đép cái đường nó hẹp như này thôi. Cái bọn này mình đi với gờ ngoài thì nó không hiểu ý, nó đánh tùm lum á, thì chia nhỏ ra cái tầm đánh của mình nó không được hiệu quả. Thì ý của lì xì là vậy. Ví dụ như hai thằng thì bịt một bên phải đường thì thằng còn lại sẽ bịt bên 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 kia, hoặc là ba ba người đứng ba ba vòng như vậy cũng được, nhưng mà thấy không hay. Đó, ví dụ AOE của mình như vậy mà, ví dụ như mình chia ra hai cái cổng này nó rộng như vậy thì mình chia ra hai là vừa. How many first play? I don't know. Hình như là 10, khoảng 10 quay phải. Nãy giờ đánh để ý khoảng 10 quay. Đây là stay thứ ba rồi. Chùm của stay 1 là con Muscan. Stay 2 là cái con mập mập, chẳng biết con gì. Nó tên là Ọt. Đó, nó chia một đó, ví dụ như một cái vùng vậy thì đánh khá là thoải mái. Tầm này thì sắp cáp khoảng 2-4-5 thì đánh hơi cực chút xíu. Lì xì là hơn sắp cáp rồi. Giờ nói sao cho nó hiểu, đứng nó bịch một 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 một. Để biết nói sao cho nó hiểu. Kiểu một cái cửa nó rộng khoảng 10 mét thì mình đứng mình địch bịch được chắc 5 mét một bên thôi. Thì ví dụ hai người bịch 5 mét một bên thì thằng còn lại thì nó cũng đỡ hơn. Ví dụ hàng này đam nó nhỏ hơn lì xì thì cho nó bịch một bên, còn đừng có chia ra, thấy quái bay vô táp thì không hay. Rồi xong rồi, nó bắt đầu nó tập trung nè, mình đứng cản như vậy thì không biết nó có đam mình không. Thấy nó giận nè, có mấy con pháp sư nó chưởng nữa, đụng má nó chưởng khó chịu lắm. Chưa thấy con pháp sư nào cái tay này. Nó vẫn đánh người vậy. Mình vẫn có arrow được mấy con này. Này. Chùm ra nè. Ok. Đúng đám to vậy đi.
CC luôn. Cố lên bạn ơi. Hình như có medkit hồi sinh được. Ó, nó hồi sinh kìa, hay quá mày. Gì vậy? Hết rồi hả? Vẫn còn nữa không? Ok, bye. Nó được hai cục. Nó được hai cục 20 mét. Random hả? Cái thằng leader lúc mà nó mới vô thì cái thằng leader sẽ mất 100 energy, thì sau đó thì mỗi stage mất 20 energy để mở. Hâu ở giữa. Mình chia ra mình giữ bên này thôi thì bọn kia nó giữ bên trái. Cho chơi. Nó ra random hay cái gì á, không có theo thứ tự như phải sao nhớ được. Kia đâu rồi? Kia chết rồi. Chết. Má nó búp con cái rồi. Quên mang mấy kit để hồi sinh này. Ôi, mình đép một bên này, thằng kia nó đép một bên, nó cũng thở hơn, nó dễ thở hơn. Ví dụ hai thằng, thằng chặn bên này, thằng chặn bên này, thằng dưới thì nó
sơ hở con nào thì nó chơi con đó. Chiến thuật đơn giản là cơ bản là vậy. Ở bên kia mình không cần tham lam, mình đánh làm cái gì? AoE của thằng kia là nó đụng đụng má đánh đau quá mày. Con kia nó chơi đất này chết luôn. Đây. Không kiên sợ ao giờ sao